Xin chào anh em, hôm nay giới thiệu mọi người đây là một cái cối đùn. Với cái tính năng hôm nay là mình sẽ xay với tỏi với ớt nhá. Thì một số anh em mà làm nhiều ấy, muốn xay cái hạt của nó sao cho nó đều, thì hôm nay là chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn ở đây là tỏi và ớt. Đó, xin phép là cái tỏi này mình mua cả tuần rồi nên nó đang mọc mầm. Kệ nó nhá, hàng chỉ là demo thôi mà. Bây giờ là chúng ta sẽ thử với cái mặt sàng lỗ to của máy trước, để anh em sẽ xem xét lỗ to, sau đó đến lỗ 4, lỗ 3, lỗ 2, để chúng ta xem được cái độ nhỏ của cái hành tỏi, cái tỏi này với cả cái ớt này nó như nào. Đây là clip demo để anh em biết thêm những cái tính năng của các cái máy của bên mình. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Vừa nãy là đang xay thử rồi. Đây là về tập tỏi nhá. Sẽ thay mặt sàng xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra các cái lỗ nhỏ hơn. Nên chúng ta sẽ thay ra. Thế nên là mình cứ để tạm ở đây. Chúng ta sẽ quay sang góc này. Để tí nữa chúng ta đánh giá sao cho nó đúng nhất. Nên là lắp con 4 ly này. Cái 4 ly thì nó sẽ nhỏ hơn, thì nó sẽ bốc hết lên để cho anh em xem. Tiếp tục nhá. Con 3 ly nhé. Mình nghĩ là để mức 4 ly là được rồi, nhưng mà có thể hơn cho anh em. Dù như ai nhỏ hơn thì được. Đôi khi nó còn gọi là nhỏ quá, thì cái đấy là anh em xem video để biết được cái độ nhỏ mình mong muốn nhé. Bây giờ là mình sẽ cải tạo cho em. Xay cái khác này. Xay 3 ly này. Thay cái ba ly này thì chắc nó nhỏ lắm. Đây là clip để giới thiệu những cái tính năng của cái cối để anh em mua về không biết hết các tính năng. Trường hợp anh em làm nhiều thì mới lên làm như này nhé. Đợi một tí là mình làm xong lốt với cái 2 ly và mình sẽ cho anh em xem cái chi tiết nhất về những cái nhỏ to như thế nào. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ thử với cái 2 ly này. 2 ly này thì nhỏ lắm, nhưng mà tùy vào từng đối tượng khách hàng, họ xay này là gì, họ xay số lượng nhiều thì họ mới dùng cách này thôi, chứ còn bình thường là dùng cái máy xay đa năng nhé anh em nhé, cái dòng có nồi ở bên trên đấy. Rồi bây giờ mình sẽ phải quay giúp này. Được.
cảnh nhé anh em nhé. Mình sẽ bốc lên từng ít từng ít một để anh em biết cái độ to nhỏ của nó khác nhau như nào. Đây là tỏi này, đây là cái dòng mặt sàng to này. Đây anh em xem nhé, mình xòe ra như thế này đấy, cái mặt sàng to thì nó sẽ như thế này, ok chưa? Đến cái mặt sàng nhỏ hơn, mặt sàng 4 ly đây, nó sẽ ra như thế này. Đấy, được không anh em? Sang đến con 3 ly nhá. Anh em xem kỹ nhá, xem kỹ để còn biết ra rút ra được cái mục đích đúng của mình. 3 ly này. Rất là nhỏ. Nhỏ nát bét luôn ấy. Còn cái 2 ly này thì gọi là siêu nhỏ rồi. Nó chẳng còn cái gì luôn đấy. Đấy. Thì cái này gọi là cái mục đích thêm, bổ sung thêm cho các anh em đã có dòng cuối đùn, hoặc là anh em đang có cái nhu cầu mà xay số lượng nhiều ấy, thì cũng có thể sử dụng cái này để chúng ta xay sao cho nó hợp lý nhất với các loại tính năng của cái máy. Thì đây là một cái cuối đùn số 12 motor 1 kg. Anh em có nhu cầu vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên video hoặc vào website là máythựcphẩmhoangquân.com. Clip đến đây tạm dừng. Xin cảm ơn anh em nhé.